Ok anh em nha, nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái con bơm tăng áp điện từ Intop. Con bơm khui thùng này ra này, kéo. Thì con này mình khui sẵn rồi, giờ cái thùng mới của nó sẽ như vậy nha. Đóng thùng xong rồi khui ra cho mọi người xem luôn, bơm mới nó như thế nào luôn. Vứt cái giấy đi. Nó sẽ ra như vậy. Đây, bây giờ đổ lên cái... cả đất nó dính vào cái miếng này. Okay. Mình khui cái mới thì mình để ở đây nha, mất công nó dính miếng xốp đen vô á, rồi lúc mà lắp cho khách bảo là máy cũ nữa, đúng không? Hàng này là hàng Intop nha. Chạy bơm Emju à, nó không ồn á, chức năng của nó cũng là khóa vòi, tắt bơm, mở vòi máy chạy. Giá con này thì rẻ. Đây. Thì hai con đều như nhau quả, nhưng mà mình muốn khui mới để cho mọi người biết là bỏ cái hộp lên kế như vậy luôn nhân. Yeah. Đặc biệt con này là xanh đen. Có đen thôi. Đen khui xanh này. Lật thả nó đi. Đây. Thì cái màu này nhìn nó kiểu, nếu mà nói về cái màu thì nhìn cái con này như kiểu là nó thiết kế nó đẹp ha. Nó hầu như là đế rồi, nó giống những, nói chung với những con bơm tăng áp thông thường áp thôi, nhưng mà được cái này là nó sẽ có đèn báo này, đèn báo có điện này. Thôi mình cắm điện thử nhé, đèn báo này có điện này. Ủa, biến ra không? Rồi có điện, nó chạy rồi, có điện. Đèn báo có điện nha, đèn báo có nước, đèn báo mất nước nha. Này êm lắm mà, em ru à. Và cái mất nước nó sẽ tự tắt bơm, đây là mình sẽ cho nó chạy không có nước luôn. Hiện tại nó đang chạy này, đèn nó đang báo này. Đèn đang báo nha. Còn cái rơ le này á, thì nó khác với những cái rơ le điện tử khác á, là mình phải chọt cái vít ba ke vào để vặn, nhưng ở đây nó sẽ có cái nắp này luôn. Cái nắp này nha. Nó sẽ chỉnh theo cái mức ở đây. Chỉnh theo cái mức 1, 2, 3, 4 ở đây nè. Đó, ra như vậy, nó vặn vào ha. Cái này thì cũng là cái relay, cái này không có phải là điều chỉnh tăng giảm áp lực nước đâu nha. Mà là nó là cân áp lực nước ha. Vặn xuống tay, đồ xỉ. Nhưng mà hạn chế vặn nha, vặn nhiều quá nó hư rồi mất công nữa. Tại vì vặn như kiểu vặn relay ở trong thôi chứ không có gì hết. Máy thì hiện tại đang chạy này, em ru à. Cùng đầu vào đầu ra, đầu vào của nó ở đây, vào 34 này, có lưới rọc lọc này, màu đen này, ra thì ở trên này này, thiết kế bầu ôm ha. Nói chung là cái bầu áp của nó là chân nó cũng bằng thép, chân bằng thép này. Chân bằng thép này thì cái độ bền nó cao hơn và nó không bị gãy, nó có thể chịu được bơm được nước nóng 100 độ C nha, ở trong cái thông số của nó ghi được 100 độ C ha. Và nó có luôn cái bầu bù áp này. Chứ còn những cái bơm, những cái máy bơm áp thường á, thì khi mà cái chân này của nó này nó bằng nhựa đó, thì nó sẽ không có chịu được nước nóng. Nước nóng mà bơm một thời gian đó, nó sẽ bị giòn cái nhựa và gãy cái nhựa đi và hư cái bình áp. Đó là vậy. Hiện tại thì máy bơm đang chạy mà mọi người không nghe đâu, tại tiếng xe ngoài đường nó ồn quá, ồn gấp mấy lần cái máy bơm chạy nữa. Mà máy quay mình để trong nhà, mình đang ngồi trong này thôi, quay ra. Con này thì xíu là mình sẽ gắn vô khi mình test nước áp cho mọi người xem luôn, để mình đang chờ xem từ bao lâu nó sẽ mất nước ha. Hiện tại giờ mình cắm điện, bây giờ được 3 phút rồi. Mình sẽ nói về cái thông số của nó này. Con này là 200W này, xài điện 220 này, vòng quay là 2900 vòng cho 1 phút này, kháng nước IP44, tức là kháng nước nhẹ thôi chứ không thể nào để ngoài trời mưa nắng được nha. Maximum là được 33 lít trên 1 phút. Hút sâu thì vẫn được 8 m và để cao được 24 m. Bơm được nước nóng 100 độ C. Áp suất ra tối đa của nó luôn là được 7,5 kg. Nhưng mình nghĩ nó sẽ không tới được đâu, tại vì 200W nó không nén lên được như vậy, nó thua cái bình tần rất là nhiều, đúng mà bình tần mới có lên được có 6,5 kg nha. Rồi nó là vậy. Đầu này thì cái nắp của nó thì bằng nhựa thôi, không có cái gì đặc biệt ở đây cả. Đây là nhà in của nhà sản xuất này, Intop này.
và nó có một cái đế, đế bằng nhựa. Cái đế này có mặt đế nhá. Cái này là đế nhựa nhá, đế nhựa của máy bơm. Tất cả nó đều là sơn đen. Nhà sản xuất nó cũng in ở đây một cái dập vào khuôn ở đây một cái nữa. Còn chỗ này là sẽ là một cái cảm biến nước cũng như kiểu là cái va một chiều luôn đó mọi người. Tại vì cái dòng này nó không có xài cái va một chiều ngay đầu ra. Đây, nó cái cảm biến của nó. Và đây là cũng là một cái va một chiều luôn. Đó. Chứ nó không có xài va một chiều ngay đầu ra nhá, đầu ra nó không có va một chiều. Đầu ra của nó chỉ là một cái lưới lọc, ở trong này có một cái lưới lọc thôi. Cái này va một chiều nó sẽ đóng mở tắt ở đây. Này, ở trên này nè. Khi mà cái cục này nó sẽ đóng ngắt ở đây, nó đóng xuống này. Nó tắt mở ở đây thôi, rất là đơn giản. Mà PC cũ đó. Rẻ PC cũ chứ đâu. Ok. Rồi mình sẽ bàn vào thôi. Tại vì cái này thì nó nằm ở trên. Ok nha, bây giờ mình đã gắn vô rồi, mình đã lên điện rồi, mình cho máy chạy rồi. Đây là mình sẽ mở nước này. Mình mở nước nha, hai vòi này. Mình khóa lại này, khóa này, nó tắt bơm này. Rồi, nó tắt thì rất là êm, ok chưa? Và hiện tại cái con này công suất là 200W đúng không? Thì nó sẽ lên được 2.2 này, ok chưa? Bây giờ cái relay này này, ví dụ nha, mình muốn mở cái vòi ra là cái máy bơm nó chạy liền thì mình vặn nó vô. Đó, mình vặn nó vô theo chiều vào nha, chiều kim đồng hồ nha. Đó, vặn vào thì mở ra nó sẽ chạy ngay. Đó, tụt một phát nó sẽ chạy liền đúng không? Mình test lại nha, mình đang vặn vào đúng không, vặn vào hết cờ đó đúng không? Rồi nó sẽ lên này, 2.2 này. Bây giờ mình sẽ mở bơm này, mở nước này, mở cái vòi này thôi nha. Nè, nó sẽ tụt xuống. Đó, nó tụt xuống khoảng chừng 1 kg là bắt đầu nó bơm. Đúng không? Bây giờ mình sẽ khóa lại này. Nó lên 2.2, nó tắt bơm này. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vặn cái này ra hết cỡ luôn. Dù ra vặn ngược chu kim đồng hồ lại nhá. Rồi, ok. Đang 2.2 đúng không? Mình mở nước này. Đó, nó sẽ tụt xuống sâu luôn, nó mới chạy bơm. Đó, mọi người hiểu không? Tức là cái này á, mọi người muốn bơm nhanh, muốn bơm chạy liền hay bơm chạy lâu dài thì chỉnh cái này, ok chưa? Rồi bây giờ tới cái lực nước này. Con này không có tăng được cái công suất nha. Cái này này, mình vặn vào hết cỡ, nó cũng lên nhiêu đây. Rồi mình mở ra hết cỡ thì nó cũng lên nhiêu đây thôi. Đúng không? Nó phụ thuộc vào cái thời gian máy chạy, khi mình mở vòi là mình chỉnh cái này. Mình muốn máy mở ra một phát máy chạy nhanh thì mình vặn nó vào hết cỡ. Mình muốn mở vòi ra phải chừng 5-7 giây sau chạy thì mình cứ chỉnh từ từ. Ok, đó là cái vấn đề về cái relay này của nó nha. Bây giờ tiếp theo là về cái áp lực nước. Thì thông thường mọi người chọn cái máy bơm tăng áp á, thì nó rất là khó. Nếu mà chọn cái bơm lớn quá thì tốn điện, tốn tiền, phí cao. Mà trong một chọn cái bơm thấp nhỏ quá thì về nó lại sợ nó yếu, nó là không có bơm được. Nhiều người hay quan niệm là ít xài, không phải lúc nào 4-5 phòng nhưng mà không phải lúc nào cũng xài hết. Đúng, cái đó đúng. Nhưng mà nhiều khi cao điểm gì thì khác ha. Thì bây giờ máy bơm mà bơm tăng áp thì mọi người cứ nên mua dư cho nó một công suất được. Ví dụ nha, có bơm này 200W, nó đẩy maximum luôn á, là 1 giờ là được, ví dụ được 2,5 khối, 2 khối nước đúng không? Nhưng mà con 300W á thì nó cũng đẩy như vậy luôn, nhưng mà cái áp nó mạnh hơn một xíu thôi, chứ nó không có được mạnh nhiều lắm nha. Đó. Rồi bây giờ mình về con bơm. Khi nó tắt, nó đủ áp rồi nó sẽ tắt. Nó sẽ lên 2.2 ở đây đúng không? Mình mở một vòi này. Nó chạy lại, nó sẽ xuống còn có một. Đó, một chấm đúng không? Bây giờ mình sẽ mở vòi thứ hai này. Nó sẽ tụt xuống nữa. À. Mình mở vòi thứ ba này. Vòi thứ ba bắt đầu yếu này, nó bắt đầu yếu rồi đó nha. Nó sẽ tụt xuống tiếp này.
Đó, một con như vậy được xài 4 vòi nha, 4 thiết bị nha. Nó không như con biến tần. Con biến tần mình mở một vòi ra nó sẽ chạy dự áp, hai vòi nó chạy nhanh hơn nó dự áp. Đó là hai con, đây là con bơm điện tử, nó khác bơm biến tần là như vậy. Khi mình khóa lại á, con bơm điện tử, con bơm tăng áp điện tử á, là khi mình khóa nước lại á, đồng hồ áp nó sẽ lên. Mình khóa thêm một vòi nữa thì nó sẽ lên nữa, đúng không? Mình khóa lên một tí nữa nó sẽ lên nữa. Đó, ok. Rồi lên đủ áp của nó sẽ tắt bơm. Giờ bây giờ mình mở một vòi thì nó sẽ bị tụt xuống, nó bị tụt áp liền, đúng không? Mình mở hai thiết bị nó sẽ tụt xuống một xíu nữa. Mình mở ba thiết bị này thì nó lại tụt xuống một xíu nữa. Mình mở bốn thiết bị nó sẽ tụt về không luôn. Và mình mở cái thứ năm thì chắc chắn nó sẽ không có áp luôn, nó sẽ rất là yếu. Đó gọi là áp cố định 200W, nó là cố định như vậy á. Đây mình đang mở ba thiết bị nha. Nhìn thì nói chung là đủ xài. Nếu một cái bơm 200W này xài được bốn thiết bị nhưng mà vừa xài thôi nha. Nhưng mà nếu mà xài hai cái bộ sen cây nóng lạnh thì chắc chắn nó sẽ hơi yếu. Tại vì sen cây nó phải cần một cái áp lực mạnh và nhanh để đẩy nước ra tắm mới đều được. Còn đây là kiểu những cái vòi mở bình thường thôi. Mấy cái này thì rất là dễ rồi, có máy nào nó cũng bơm được hết á. Ok, đó là về cái bơm này, bơm tin top á, bơm tăng áp điện tử. Như vậy thôi. Ship miễn phí trong nội thành Sài Gòn nha. Sài Gòn Bình Dương ship miễn phí nha. Bảo hành 1 năm. Bơm điện tử không có ồn. Đây. Lắp đặt thì nhân viên tới nhà lắp đặt thì sẽ tính công thêm. Công sẽ là 250 một máy. Lắp đặt là 250 một máy. Còn vật tư thì xài gì tính cái đó. Đó là bên mình tính phụ thu thêm cho thợ với nhân viên đi làm, tính vật tư ha. Ok. Rồi, ok, chào mọi người nhé.